Đường Nam Sông Hậu hiện là trục đường chính nối liền các tỉnh lân cận vào thành phố Cần Thơ và kết nối quốc lộ 1. Tuyến này còn có khu công nghiệp Hưng Phú, công ty giày Ta Quan Cần Thơ với hàng ngàn công nhân ra vào mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện trạng đường giao thông nơi đây xuống cấp, ngập nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại. Để đảm bảo lưu thông, đơn vị quản lý đường bộ trên tuyến Nam Sông Hậu cần kiểm tra duy tu sửa chữa mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước để giao thông đi lại thuận lợi, đồng thời cần kiểm tra xử lý xe tải đậu đỗ trái phép trên đường.